gây lọ tao không kỳ thị nhưng mà tao nhận luôn là quá nó nhìn không đúng với cái thuần phong mỹ tục. Nói chung là mày đừng đừng có đề cập tới thì mày đá lưỡi hay là mày xúc bình xăng của nhau trên cái kênh stream này. Đừng làm ơn đừng có xả gầy ở đây của mày tụi mày bên này hay ho quá. Với anh hay họ sợi chim ở hay họ cũng để mẹ mày đỏ phu đỏ chào cậu. Thank you.
Bố. Chết rồi vậy. Đánh nữa. Chứ mấy cái thằng mặt lầu cũng đánh chủ đéo gì đó. Ghê ta. Đĩ mẹ chứ.